Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Ở tập trước, các đệ tử Hạo Thiên Tông và Đường Môn đã xích mích với nhau. Ban đầu chỉ là một thành viên, vậy nhưng sau đó lại lan rộng, đến nỗi Đường Chủ và Trưởng Lão cũng xen vào. Một bên là Đường Hạo, bên kia là Dương Vô Địch. Nhìn Dương Vô Địch không ngần ngại chĩa mũi thương về phía Đường Hạo. Thái Thản cũng lo lắng khuyên ngăn, nhưng Dương Vô Địch nào có nghe lời, lão lên tiếng thách thức. Bây giờ, tùy Hạo Thiên Tông của Đường Hạo và Đường Môn sực đường của lão cùng ở trong quân, vậy nhưng điều này cũng không có nghĩa chuyện năm đó cứ bỏ qua như vậy. Đám đệ tử đồng dạng hồ hào nhất trí không thể bỏ qua. Đường Khiếu buộc phải lên tiếng, năm đó thực sự là Hạo Thiên Tông đã làm sai trước, ông đảm bảo sẽ bù đắp những sai lầm đó. Vừa nghe hai chữ bù đắp, Dương Vô Địch càng thêm tức giận. Nói thì dễ nghe lắm, đại đệ ruột của lão cũng chết rồi, ông định bù đắp kiểu gì đây? Dứt lời liền vung trường thương tấn công, và nhung Đường Tam đã lấy tốc độ sấm sét đứng ra làm bìa đỡ đạn. Cũng may là có sự ngăn cản đến từ mấy lão già khác. Nếu không thì Đường Tam xác định bị xiêm một lỗ qua vai chứ không phải chỉ một chút đầu thương như vậy. Hành động này khiến cho Dương Vô Địch cũng bất ngờ, xen lẫn vào đó là hối hận. Đường Tam cho biết ân oán là vì phụ mẫu của hắn mà ra. Nếu coi việc này là tội, thì tội của cha mẹ đương nhiên phải do đứa con như hắn gánh chịu. Nếu như ông muốn hận, thì cứ hận hắn đi. Dương Vô Địch chắp tay tạ tội, Bạch Hạc cũng lên tiếng, lại biết chuyện của Dương Vô Song khiến Dương Vô Địch rất khó chịu. Vậy nhưng không thể nhập làm một được, kẻ địch thực sự của chúng ta chính là Vũ Hồn Đế Quốc. Mấy lão già khác cũng khuyên ngăn. Mọi người dù có khó khăn đến đâu nữa, bao nhiêu năm nay đều gắng gượng qua được. Trước mắt đang là giai đoạn quan trọng hợp lực kháng địch, không thể tùy ý làm bừa, gây thêm phiền phức cho Đường Môn được. Ông ta cũng hiểu được điều này, đúng là Vũ Hồn Đế Quốc khinh người quá đáng. Vậy nhưng Hạo Thiên Tông lúc nguy nan lại vứt bỏ tông môn phụ thuộc không mang tới, điều này khiến lòng người rét lạnh. Chuyện tới nước này, bọn lão làm sao tin tưởng được bọn họ nữa. Điều này Đường Khiếu cũng hiểu rõ, một khi tin tưởng mất đi thì khó mà chuộc lại được. Tất cả đồng loạt chắp tay, Hạo Thiên Tông sau này sẽ dùng hành động để chứng minh sự quyết tâm thay đổi. Nhìn mấy lão vẫn chưa tin tưởng lắm, Đường Tam liền chủ động bước ra đảm bảo lời nói của Đường Khiếu. Còn giải thích thêm, thật ra Hạo Thiên Tông năm đó cũng không phải cố tình bỏ lại bốn chi tộc. Trước khi đóng cửa, Hạo Thiên Tông từng phái ra một nhóm đệ tử đến các tông môn phụ thuộc. Vậy nhưng, bị Vũ Hồn Điện tập kích, toàn quân bị diệt, trong đó cũng bao gồm con trai độc nhất của Thất Trưởng Lão. Thất Trưởng Lão vì vậy mà tinh thần sa sút nhiều năm, mãi cho tới khi Đường Hạo dẫn theo Đường Tam quay về thì khúc mắc hơn 20 năm mới được hóa giải. Trong cuộc chiến âm mưu làm rung chuyển cả đại lục này, mọi người đều đã mất đi quê nhà, người thân, bằng hữu. Bây giờ cường địch trước mắt, hắn hy vọng Đường Môn và Hạo Thiên Tông có thể buông xuống những chuyện trước kia, đoàn kết một lòng, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ hòa bình trên đại lục. Cứ tưởng câu chuyện sẽ giải quyết bằng vũ lực. Vậy nhưng sau một vài lời giải thích, hô hào thì đã được giải quyết. Mọi người lại bắt tay giảng hòa, đồng lòng vì mục tiêu chung trước mắt. Bây giờ ân oán đã triệt để chấm dứt, Đường Tam cũng đã có thể yên tâm lên đường rồi. Rất nhanh Đường Tam cũng thu dọn đồ đạc lên đường tìm kiếm hồn hoàn cho Vũ Hồn Hạo Thiên Trùy. Hai thần tam giáo kích không thể cho vào trong túi cất giữ, vậy nên chỉ có thể sử dụng vài bao bọc lại rồi treo phía sau lưng. Các thành viên trong sự lễ khác tập trung lại tạm thời chia tay nhau, Áo Tư Tạp không quên chuẩn bị cho hắn mấy cái xúc xích để phòng thân. Trên đường di chuyển, hắn bắt gặp một vùng đất bị chiến hỏa dày xéo. Xung quanh chẳng có cây cối nào, vô số người vô tội đã nằm xuống ở đây. Sinh linh dưới sự tham lam áp bức của kẻ mạnh, báo thù lẫn nhau, tự tay phá hủy điều tốt đẹp mà lẫn nhau muốn bảo vệ. Hắn chỉ mau chóng thành thần mới có thể bảo vệ mọi thứ mình quý trọng. Đường Tam mới rời đi chưa được bao lâu, Tiểu Vũ đã cảm thấy lo lắng, theo đó là sự nhớ nhung già diết. Mọi người nhanh chóng trấn an, đồng thời cùng nhau quyết tâm tu luyện. Trong khi đó thì Nhận Tuyết lại vô cùng buồn bã, tận mắt chứng kiến người thân ra đi, có ai mà không buồn cười chứ. Chỉ là con đường thành thần lại bắt buộc nàng phải trải qua những điều này. Thiên Đạo Lưu đã dùng tính mạng của mình để mở ra cánh cổng truyền thừa. Nếu bây giờ từ bỏ chính là có lỗi với sự hy sinh của Gia Gia. Thi Nhận Tuyết đành phải lau đi nước mắt, quyết tâm lại một lần nữa trỗi dậy, chặt đứt thất tình lục dục thì mới có thể thành thần. Dứt lời liền lao nhanh về phía cánh cửa truyền thừa. Và tập phim tới đây hết rồi, các bạn hãy đón xem tập tiếp theo để biết diễn biến như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!